Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn ông để ông xưng thú tội lỗi với lòng thông hối chân thành nhất. Ông có thể bắt đầu xưng tội. Người anh em, nếu đã giận mình rồi, hãy cứ mạnh dạn xưng tội. Có thật là Chúa sẽ tha tội cho con không, thưa cha? Chắc chắn rồi, Chúa đến là để cứu độ chúng ta bằng cách tha thứ tội lỗi của chúng ta mà. Ngay cả khi con đã phạm một tội trọng nữa. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta thật lòng ăn năn sám hối. Kể cả tội giết người. Ông nói gì? Ông giết người à? Vâng. Nhiều năm về trước, con đã vô tình giết một người. Vậy ông đã khai báo công an chưa? Chưa, thưa cha. Sau khi gây án, con đã trốn tránh và ẩn nấp. Vậy là ông chưa phải trả giá với tội ác của mình? Vâng, vì sợ tù tội nên con đã trốn chui sóng lủi. Hơn 20 năm nay, thân xác con tôi được tự do, nhưng linh hồn con lại bị tù nhốt trong chính nhà tù là lương tâm con, luôn bị dằn vặt và ám ảnh, sợ hãi. Điều gì đã khiến ông đến tòa Thiên Chúa để xưng tội sau ngàn ấy năm trốn tránh? Con bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thưa cha. Vui mừng vì ông đã có một quyết định đúng đắn. Ông đến tòa Thiên Chúa để xưng tội, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha tội cho ông. Nhưng vấn đề ở đây là ông giết người, công lý phải được thực thi và xử lý theo pháp luật hiện hành của nhà nước. Tôi tin là ông cũng hiểu điều đó. Thưa cha, con hiểu. Con hiểu rất rõ. Thực ra sự việc của con cũng đã lắng lâu lắm rồi, và dư luận lẫn chính quyền cũng đã quên nó đi rồi. Nhưng sau khi xưng tội, con sẽ ra đầu thú. Khi gặp được gia đình nạn nhân, con xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ họ. Con sẽ làm mọi thứ xưa giờ con không làm được. Chỉ có như thế, con mới nhắm mắt xuôi tay được. Ông có thể kể chi tiết về vụ việc được không? Đó là một vụ tai nạn xe, thưa cha. Xảy ra 20 năm về trước. Hôm đó con đang trên đường từ Giang Sơn về Lắc sau khi ăn đám cưới một người bạn. Ông nói gì? Một vụ tai nạn ở Lắc? Ngày 15 tháng 8 năm 2002, cha. Ôi, Daddy Boy! Daddy Boy! Làm sao con có thể quên được hôm đó chứ? Nó ám ảnh con hàng ngày. Nó như hỏa ngục vậy. Lúc gần giữa trưa, đoạn đường đó rất vắng. Lúc đó con cũng say nên chạy xe hơi nhanh. Bất ngờ qua một khúc cua, bắt gặp hai cha con đang đi bộ. Vì con đường rất hẹp nên con đã không xử lý được và đâm người đàn ông đó. Sợ hãi nhìn vào gương chiếu hậu, con nhìn thấy một đứa bé chạy về phía trước đó, khóc lóc lay anh ta dậy.
Vì cú đâm rất mạnh nên con nghĩ anh ta đã chết rồi. Nó nhìn qua hướng con và nó van xin. Bố cháu là người tốt, làm ơn đưa bố cháu vào bệnh viện. Sao cha lại biết? Ra ông phải đưa ông ấy vào bệnh viện cơ chứ. Ông đâu biết ông ấy còn sống hay là chết. Tại sao ông lại cắm đầu bỏ chạy như vậy? Con thật đáng chết mà thưa cha. Con thật đáng chết mà. Sáng nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Ông đứng dậy đi. Con có lỗi với cha. Dám lên nhà thờ một mình à? Con trai con đưa con tới đây, nó bệnh viện nên chút nữa nó quay lại đón con. Ông đừng khóc nữa, tôi thật lòng tha thứ cho ông. Không, không, con là kẻ đã hại chết bố của cha, con không đáng được cha tha thứ. Ông đừng buồn nữa, thực ra bố của tôi không mất trong vụ tai nạn đó. Cái gì cơ? Cha nói gì? Ông bị rất nặng nhưng mà được người dân xung quanh kịp thời đưa đến bệnh viện, và sau đó ông hồi phục và khỏe mạnh. Ông không bị mất trong vụ tai nạn đó. Ôi, cảm tạ Chúa. Đội ơn cha, con đã sống như một tên sát nhân trong hơn 20 năm cuộc đời. Từ giờ con đã có thể ra đi trong bình an rồi. Từ giờ ông không cần phải dần vật bản thân mình nữa, vì ông đã xưng tội và Chúa cũng tha tội cho ông. Giờ là lúc ông cần tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc và có ích. Bây giờ con muốn đến thăm ông cố để bồi thường tất cả những thiệt hại, có được không cha? Bố tôi đã mất cách đây 3 năm rồi. Lần tới khi đến thăm mộ ông, tôi sẽ giúp chuyển lời hỏi thăm từ chú. Còn chuyện bồi thường thì chú hãy dùng số tiền đó để làm từ thiện. Đấy là việc đền tội mà tôi ra cho chú. Tôi tha tội cho ông. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Ấy gửi lời xin lỗi đến bố. Con xin lỗi vì đã nói dối chú ấy. Linh mục mà lại nói dối thì phải phạt nặng hơn đúng không bố? Nhưng con chỉ muốn giúp một linh hồn khốn khổ được ra đi trong thanh thản. Bố đừng trách con nhé.